đây 25 đã hoàn toàn được vào được menu giao diện, mà cái 27 thì vẫn là chưa, vẫn là còn đúng. Bây giờ bắt đầu khởi động nè, menu người ta đã vào được giao diện rồi. Đó là cái điểm khác biệt giữa hệ điều hành của 27 và 25. Và một cái khác biệt nữa Kỳ Lăng sẽ cho quý khách xem. Mình đang đi vào thử chung